năng lực của thiền định. Những thứ mà tôi vừa kể trên đây là về cái tâm thuận theo tự nhiên. Đây không phải là sự mô tả trên lý thuyết về cái tâm hay những trạng thái tâm lý. Không cần những thứ đó, khi có niềm tin, bạn sẽ đi vào đó và thật sự làm thế. Đây không phải là chuyện đùa. Khi sự tu hành của bạn đạt đến giai đoạn mà tôi vừa mô tả, thế giới hoàn toàn đảo ngược. Sự hiểu biết của bạn về thực tại sẽ hoàn toàn khác hẳn. Quan điểm của bạn hoàn toàn thay đổi. Nếu có người nào nhìn thấy bạn vào lúc đó, họ có thể cho rằng bạn điên. Nếu kinh nghiệm này xảy đến với một người chưa hiểu rõ chính mình, người đó có thể bị điên, bởi vì không còn thứ gì giống như trước nữa. Nhân loại không còn giống như trước nữa, nhưng bạn là người duy nhất nhìn thấy điều này. Mọi thứ đều thay đổi, tư tưởng của bạn bị biến hóa. Những người khác nghĩ một đường, bạn nghĩ một nẻo. Họ nhìn thấy sự việc theo một cách, bạn nhìn sự việc theo một cách khác. Họ đang đi xuống một con đường, trong khi bạn đang trèo lên một con đường khác. Bạn không còn giống như họ. Lối kinh nghiệm này về sự việc không thoái bộ, nó tiếp tục như vậy mãi. Hãy thử đi. Nếu nó thật sự như tôi mô tả, bạn sẽ không phải tìm kiếm quá xa. Chỉ nhìn vào chính tâm của bạn, cái tâm này vô cùng dũng mãnh, vô cùng can đảm. Đây là năng lực của tâm, là nguồn cội của sức mạnh và năng lượng. Tâm có nội lực này, đây là năng lực của thiền định. Ở giai đoạn này, điều mà tâm nhận được từ thiền định vẫn là năng lượng và sự thanh tịnh. Đây là mức độ thiền định rốt ráo. Định tâm đã đạt đến đỉnh cao. Nó không chỉ là sự tập trung tư tưởng tạm thời. Nếu bạn đổi sang thiền minh sát vào lúc này, sự quán chiếu sẽ rõ ràng và không bị gián đoạn. Hay bạn có thể dùng năng lượng của thiền định cho những việc khác. Từ điểm này trở đi, bạn có thể phát triển bất cứ loại thần thông nào, làm phép lạ vân vân. Những người tu khổ hạnh và các ẩn sĩ đã dùng năng lượng của thiền định để làm nước thánh hay bùa chú. Những thứ này có thể hữu ích trong một cách nào đó, nhưng nó giống như rượu, bạn có thể bị say. Cảnh giới thiền định này là điểm dừng nghỉ. Đức Phật ngừng lại và trụ ở đây. Nó là nền tảng cho sự quán xét và minh sát. Tuy nhiên, bạn không cần phải đạt đến mức định thâm sâu này để có thể quán xét những hiện tượng chung quanh chúng ta và tiến trình nhân quả. Để làm thế, chúng ta tập trung sự bình an và sáng suốt của tâm để phân tích hình sắc, âm thanh, hương vị, xúc chạm của thân thể, tư tưởng và những tâm thái mà chúng ta kinh nghiệm. Hãy xem xét mọi tâm trạng và cảm xúc, dù là khẳng định hay phủ định, vui hay buồn. Xem xét mọi thứ giống như có một người nào khác đang trèo lên cây xoài và rung cây, trong khi chúng ta đợi ở bên dưới để nhặt quả xoài. Những quả hư thối chúng ta không nhặt, chỉ nhặt những quả xoài tốt mà thôi. Như thế sẽ không nhọc sức nhiều, bởi vì chúng ta không phải trèo cây, chúng ta chỉ việc đợi bên dưới để thu lượm kết quả mà thôi. Bạn có hiểu sự so sánh này không? Xem xét sự việc với một cái tâm bình an cho chúng ta sự hiểu biết lớn lao hơn. Chúng ta không còn phải diễn giải dài dòng những gì vừa xảy ra, tài sản, danh vọng, sự khen chê, hạnh phúc và đau khổ từ chúng tìm đến. Và chúng ta tự tại, chúng ta khôn ngoan, xem xét và phân chia những thứ này cũng vui lắm. Cái mà người khác gọi là thiện, ác, tốt, xấu, ở đây, ở đó, hạnh phúc, đau khổ hay bất cứ gì đều được thâu gom để làm lợi cho chúng ta. Đã có một người khác trèo lên cây xoài và đang rung cây để xoài rớt xuống. Chúng ta chỉ vui vẻ nhặt xoài mà không sợ hãi gì cả. Có gì để sợ chứ? Đã có người khác đun cây xoài cho chúng ta. Tài sản, danh lợi, sự khen chê, hạnh phúc, đau khổ và tất cả những thứ khác đều không khác gì những quả xoài đang rơi rụng. Chúng ta xem xét chúng với một cái tâm bình an, rồi chúng ta sẽ biết quả nào là ngon và quả nào là hư thối. Hằng thuần thiên nhiên. Khi chúng ta bắt đầu vận dụng sự bình an và tĩnh lặng mà chúng ta phát triển qua sự thiền định để quán chiếu những thứ này, trí huệ phát sinh. Tôi gọi đây là trí huệ, đây là Vipassana.
nó không phải là một thứ để bịa đặt và diễn giải. Nếu chúng ta khôn ngoan, Vipassana sẽ phát triển một cách tự nhiên. Chúng ta không phải đặt tên cho những gì xảy ra. Nếu chỉ có một chút sáng suốt, chúng ta gọi đây là chút ít Vipassana. Khi cái nhìn rõ ràng hơn một chút, chúng ta gọi đó là Vipassana trung bình. Nếu cái biết hoàn toàn phù hợp với chân lý, bạn gọi đó là Vipassana rốt ráo. Tôi thích dùng chữ trí huệ hơn là chữ Vipassana. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình sẽ hành thiền minh sát, chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối. Sự minh sát chỉ nên được bắt đầu sau khi tâm đã bình an và tĩnh lặng, và rồi toàn bộ tiến trình sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Chúng ta không thể miễn cưỡng nó. Đức Phật dạy rằng tiến trình này phát triển theo tốc độ riêng của nó. Một khi sự tu hành đã đạt đến mức độ này, chúng ta cho phép nó phát triển thuận theo những năng khiếu bẩm sinh, đạo tâm và phước báo tích lũy từ quá khứ. Nhưng chúng ta không bao giờ ngừng nỗ lực. Tiến bộ nhanh hay chậm không phải là chuyện của chúng ta. Nó không nằm trong khả năng của chúng ta. Cũng giống như việc trồng cây. Cây biết nó cần phải mọc nhanh chừng nào. Nếu chúng ta muốn cho nó mọc nhanh hơn khả năng của nó, đó chỉ là ảo tưởng. Nếu chúng ta muốn nó mọc chậm hơn, đó cũng là ảo tưởng. Chúng ta làm bổn phận của mình, và rồi kết quả sẽ đến, giống như việc trồng cây vậy. Ví dụ, chúng ta muốn trồng một bụi ớt. Bổn phận của chúng ta là đào một cái lỗ, gieo hạt ớt, tưới nước, bón phân và bắt sâu. Đây là công việc của chúng ta, và chỉ bấy nhiêu thôi. Đây là nơi đức tin bước vào. Cây ớt mọc hay không là tùy nơi nó. Đó không phải là công việc của chúng ta. Chúng ta không thể lôi kéo cái cây để làm cho nó mọc nhanh hơn. Chúng ta chỉ có bổn phận tưới nước và bón phân. Tu hành theo cách này sẽ thoải mái hơn nhiều. Nếu chúng ta đắc đạo trong đời này cũng tốt. Nếu chúng ta phải đợi đến vài kiếp sau cũng không sao. Chúng ta có niềm tin vững chắc vào giáo pháp. Chúng ta tiến bộ nhanh hay chậm còn tùy vào những năng khiếu bẩm sinh, đạo tâm và phước báo mà chúng ta tích lũy từ trước. Tu hành như thế này, tâm sẽ thanh thản. Giống như khi chúng ta đi xe ngựa, chúng ta không đặt cái xe trước con ngựa. Hay như khi chúng ta cày ruộng mà lại đi phía trước con trâu thay vì đi đằng sau nó. Ý tôi muốn nói là tâm đi ra trước chính nó. Tâm nôn nóng, nó muốn có kết quả ngay. Như vậy là sai. Đừng đi phía trước con trâu của bạn, bạn phải đi phía sau con trâu. Giống như cây ớt mà chúng ta đang trồng, cứ tưới nước và bón phân cho nó, và nó sẽ làm công việc hấp thu chất bổ. Khi kiến hay mối phá hoại nó, chúng ta đuổi chúng đi. Chỉ làm bấy nhiêu thôi là đủ để cây ớt mọc khỏe mạnh. Và một khi nó mọc khỏe mạnh, đừng ép nó trổ qua ngay. Đó không phải là công việc của chúng ta. Làm thế chỉ khiến chúng ta khổ sở một cách không cần thiết. Hãy cho phép nó trổ qua vào đúng thời điểm của nó. Và một khi cây ớt trổ qua, đừng đòi nó phải kết trái ngay. Đừng áp bức, làm thế chỉ tạo nên khổ đau. Một khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta biết những gì là bổn phận của mình và những gì không phải. Tâm biết vai trò của nó. Nếu tâm không hiểu vai trò của nó sẽ cố ép cây ớt kết trái ngay trong ngày đầu tiên chúng ta trồng nó. Tâm sẽ ép nó mọc và đơm hoa, kết trái trong vòng một ngày. Điều này phản ánh chân lý thứ hai, đó là tham ái khiến đau khổ phát sinh. Nếu chúng ta suy ngẫm chân lý này, chúng ta sẽ hiểu rằng miễn cưỡng kết quả trong sự tu hành là ảo tưởng hoàn toàn. Như thế là sai. Hiểu biết cách làm việc của tâm, chúng ta buông bỏ và cho phép sự việc phát triển phù hợp với căn cơ, năng khiếu bẩm sinh và phước báo của mình. Chúng ta cứ tiếp tục làm bổn phận của mình. Đừng lo sự khai ngộ sẽ lâu hay mau. Bởi dầu chúng ta phải cần đến vài trăm kiếp hay vài ngàn kiếp nữa để đắc đạo thì sao chứ? Dầu là bao nhiêu kiếp nữa, chúng ta vẫn cứ tu hành với một cái tâm thanh thản và vui vẻ với mức độ tiến hóa của mình. Một khi tâm đã nhập lưu, chúng ta không có gì phải sợ. Nó sẽ vượt lên ngay cả những điều ác nhỏ nhất. Đức Phật dạy rằng tâm là một Sotapanna. Người đạt bước khai ngộ đầu tiên đã bước vào dòng pháp lưu dẫn đến sự đắc đạo.
những người này sẽ không bao giờ phải sinh vào những cảnh giới thấp kém, không bao giờ sa vào địa ngục. Làm sao họ có thể sa vào địa ngục khi tâm của họ đã buông bỏ điều ác? Họ đã nhìn thấy hiểm họa của nghiệp ác. Dầu bạn có ép họ nói hay làm điều ác, họ không thể làm thế. Cho nên không cách nào họ có thể sa xuống địa ngục hay những cảnh giới thấp hèn. Tâm của họ trôi chảy theo pháp lưu. Một khi bạn đã dự lưu, vào dòng, bạn biết bổn phận của mình là gì, bạn hiểu công việc phải làm, bạn biết cách tu hành, bạn biết lúc nào nên phấn đấu, lúc nào nên thư giãn, bạn hiểu thân tâm của mình, tiến trình vật lý và tâm lý này, và bạn từ bỏ những thứ cần phải bỏ, liên tục từ bỏ mà không một chút nghi ngờ. Thay đổi quan điểm. Trong cuộc đời tu hành của tôi không cố gắng tinh thông quá nhiều thứ, chỉ một thôi. Tôi tinh luyện cái tâm này. Chẳng hạn, chúng ta nhìn vào một thân thể, nếu chúng ta thấy mình ưa thích một thân thể nào đó, hãy phân tích nó, hãy quan sát kỹ tóc, lông, móng tay, răng và da. Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu những phần này trên cơ thể một cách toàn diện và lặp đi lặp lại. Hãy hình dung chúng riêng rẽ, tách chúng ra, đốt chúng cháy và lột lớp da bên ngoài. Bạn quán chiếu như thế đó. Hãy kiên trì hành thiền cho đến khi định lực vững vàng. Hãy nhìn mọi người như nhau. Chẳng hạn, buổi sáng khi các tỳ kheo và sa di đi vào làng Quá Duyên, dầu là thế ai, một dân làng hay một tỳ kheo khác, họ đều hình dung anh ta hay cô ta như một cái xác chết. Một cái xác chết đang đi loạn choạng trên đường phía trước họ. Cứ nhận thức như thế mãi, đây là cách để phấn đấu. Nó dẫn tới sự điềm tĩnh và tiến bộ. Khi nhìn thấy một phụ nữ quyến rũ, hãy hình dung cô ấy như một xác chết biết đi. Thân thể cô thối rữa và bốc mùi nồng nặc. Hãy nhìn mọi người như thế, đừng để họ đến quá gần, đừng để sự say đắm lưu lại trong tâm bạn. Nếu bạn nhìn thấy những người khác mục rữa và hôi thối, tôi dám chắc là bạn sẽ không say đắm quá lâu. Hãy quán chiếu cho đến khi bạn cảm thấy những gì mình nhìn thấy thật sự là như vậy, cho đến khi nó rõ ràng, cho đến khi bạn thông thạo. Bất kể bạn đi đến đâu, bạn cũng sẽ không lạc lối. Đặt hết tâm trí của bạn vào đó, nhìn thấy ai, bạn cũng thấy như đang nhìn một cái xác chết. Bất kể là nam hay nữ, cứ xem đó như một xác chết. Và đừng quên nhìn vào chính mình như một xác chết. Cuối cùng, đây sẽ là tất cả những gì còn lại. Hãy cố phát triển cách nhìn này cho đến chỗ toàn mỹ. Huấn luyện với nó cho đến khi nó trở thành một phần trong tâm bạn. Tin tôi đi, điều này rất thú vị. Nếu bạn thật sự làm thế. Nhưng nếu bạn bận rộn đọc nó từ sách vở, bạn sẽ bị trở ngại. Bạn phải thực hiện nó và với tất cả sự tinh cần. Làm thế cho đến khi sự quán chiếu này trở thành một phần của bạn. Hãy lấy sự chứng ngộ chân lý làm mục tiêu. Nếu bạn được thúc đẩy bởi ước muốn thoát khổ, đó là bạn đang đi đúng đường. Thời nay có nhiều người giảng dạy thiền minh sát Vipassana và nhiều pháp thiền khác nhau. Nhưng sự thật thì thiền minh sát không phải dễ. Chúng ta không thể nhảy ngay vào đó. Pháp thiền này sẽ không có kết quả nếu nó không xuất phát từ một tiêu chuẩn đức hạnh cao. Hãy tự biết mình. Đức hạnh và giới luật rất cần thiết, bởi nếu thân, khẩu, ý của chúng ta không thanh tịnh, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đứng vững trên hai chân của mình. Thiền định mà không có đức hạnh là bỏ đi phần quan trọng trong đạo. Cùng thế ấy, đôi lúc bạn nghe người ta nói, bạn không cần đạt đến trạng thái tĩnh lặng, cứ đi thẳng vào thiền minh sát. Những người cẩu thả ưa đi ngang về tắt mới nói như thế. Họ nói rằng bạn không cần bận tâm với giới luật, nghiêm trì và tịnh hóa phẩm hạnh là một công việc đầy thử thách, không phải chuyện đùa. Nếu chúng ta có thể bỏ qua phần giáo lý về đạo đức thì dễ hơn nhiều, phải không? Mỗi khi có vấn đề, chúng ta chỉ việc tránh nó bằng cách bỏ qua. Dĩ nhiên, chúng ta ai cũng thích bỏ qua những vấn đề khó khăn. Có một lần một tỳ kheo đến gặp tôi và nói rằng anh ta là một thiền giả thứ thiệt. Anh xin phép ở lại tu viện với tôi và hỏi thăm về thời khóa biểu sinh hoạt và tiêu chuẩn tu hành tại đây. Tôi giải thích với anh ta rằng trong tu viện này chúng ta sống dựa vào luật tạng, đó là giới luật của người xuất gia
do Đức Phật đề ra. Và nếu anh ta muốn đến tu với tôi, anh cũng phải từ bỏ tiền bạc cùng với những áo tu trước và thuốc men của anh. Anh bảo với tôi rằng đường lối tu hành của anh là không dính mắc vào mọi quy ước. Tôi nói với anh là tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Cứ để tôi ở lại đây, anh ta yêu cầu, và để tôi giữ tất cả tiền bạc của tôi nhưng không dính mắc vào đó. Tiền bạc chỉ là một quy ước thôi. Tôi nói dĩ nhiên là được. Nếu anh có thể ăn muối mà không thấy mặn thì anh có thể sử dụng tiền mà không bị dính mắc vào đó. Đúng là nói chuyện diễn dông. Thật ra anh ta lười biếng, không muốn chấp hành những chi tiết trong giới luật. Không dễ đâu, tôi nói. Nếu anh có thể ăn muối và đoan chắc với tôi rằng nó mặn, tôi sẽ tin anh. Nhưng nếu anh nói rằng nó không mặn, hãy để tôi cho anh một bịch muối để ăn. Cứ thử đi, nó không mặn thật sao? Không dính mắc vào các quy ước, không chỉ là nói miệng mà thôi. Nếu anh nói chuyện kiểu này, anh không thể ở lại đây với tôi. Thế là anh ta bỏ đi. Khi bắt đầu phát triển sự tĩnh lặng của thiền chỉ, đừng thử một hai lần rồi thôi, vì thế tâm không bình an. Như vậy là sai. Bạn phải hành thiền một thời gian dài. Tại sao phải cần một thời gian dài? Thử nghĩ xem, chúng ta cho phép tâm mình đi lạc đã bao nhiêu năm rồi? Mỗi khi tâm ra lệnh cho chúng ta đi hướng nào, chúng ta chạy theo hướng đó. Để an định một cái tâm lăng xăng, để làm cho nó dừng lại, làm cho nó tĩnh lặng, một vài tháng tu thiền không đủ đâu. Có đúng không? Khi chúng ta khởi sự huấn luyện tâm để nó bình thản trong mọi hoàn cảnh, hãy hiểu rằng vào lúc đầu, khi một cảm thọ quế trược phát sinh, tâm sẽ không bình an. Nó sẽ sao lãng và rối loạn. Tại sao? Bởi vì có sự ham muốn. Chúng ta không muốn tâm suy nghĩ, chúng ta không muốn bất cứ điều gì khiến tâm chạy ra ngoài. Cái không muốn này là một thứ ham muốn. Chúng ta càng muốn không kinh nghiệm một điều gì, chúng ta càng mời gọi và đẩy nó vào. Tôi không muốn những thứ này, tại sao chúng cứ quay trở lại mãi? Là thế đó. Chúng ta muốn sự việc tồn tại theo một cách nào đó, bởi chúng ta không hiểu tâm của mình. Có thể phải lâu lắm chúng ta mới nhận ra rằng đùa chơi với những thứ này là một sự nhầm lẫn. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ nhận ra, ồ, những thứ này đến bởi vì mình mời gọi chúng. Muốn không có một điều gì, muốn được bình an, muốn không bị sao lãng và hiếu động, đều là sự ham muốn. Chúng là những cục sắt nóng đỏ. Nhưng đừng lo, cứ tiếp tục tu hành. Mỗi khi chúng ta kinh nghiệm một cảm thọ, hãy quán xét nó, quán xét tính vô thường, khổ và vô ngã của nó, và rồi phản ảnh và khảo sát. Những cảm thọ quế trược này gần như luôn luôn đi kèm với sự suy nghĩ quá nhiều. Cảm thọ đi tới đâu, sự suy nghĩ lẻo đẻo theo tới đó. Sự suy nghĩ và trí huệ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Sự suy nghĩ chỉ phản ứng và chạy theo những cảm thọ của chúng ta, và nó tiếp diễn không ngừng. Nhưng nếu trí huệ làm việc, nó sẽ mang tâm vào sự tĩnh lặng. Tâm dừng lại và không đi đâu nữa. Chỉ có cái biết và sự nhận biết về những gì đang được kinh nghiệm. Khi cảm thọ này phát sinh, tâm là như thế này. Khi cảm thọ đó phát sinh, tâm là như thế kia. Chúng ta giữ vững cái biết, cuối cùng thì tâm nhận ra. Thì ra tất cả những sự suy nghĩ này, những sự nguyên thiên này, những sự lo âu và phán xét này đều là những thứ vô nghĩa, không có thực chất. Tất cả đều vô thường, khổ, và không phải là tôi hay của tôi. Hãy ném nó vào một trong ba phân loại này và dập tắt cuộc nổi loạn. Dập tắt nó ngay tại nơi nó phát sinh. Sau này chúng ta ngồi thiền trở lại, nó sẽ xuất hiện nữa. Cứ canh gác nó, theo dõi nó. Giống như việc chăn trâu, bạn có người tá điền, một ít lúa và con trâu. Con trâu muốn ăn những cây lúa này, trâu thích ăn lúa, phải không? Tâm của bạn cũng giống như con trâu. Những cảm thọ quế trược là những cây lúa, cái biết là người tá điền. Tu hành cũng giống như vậy, không khác. Hãy tự mình so sánh thì biết. Khi chăn trâu bạn làm gì? Bạn cho phép nó đi tự do, nhưng bạn trông chừng nó. Nếu nó đi quá gần đến những cây lúa, bạn la lên. Khi con trâu nghe la, nó lùi lại. Nhưng đừng lơ là. Nếu bạn gặp phải một con trâu cứng đầu, không quan tâm đến sự cảnh báo của bạn, hãy lấy một cái que và đánh mạnh vào mông đít của nó, rồi nó sẽ không dám đến gần mấy cây lúa.
Nhưng đừng vội mừng, nếu bạn nằm xuống và ngủ quên, những cây lúa đó sẽ quá kiếp hết. Tu hành cũng vậy, bạn canh gác tâm của mình, cái biết trong chừng tâm. Những người canh chừng tâm của mình sẽ thoát khỏi cái bẫy của ba dương. Tuy nhiên, cái biết này cũng chính là tâm, cho nên ai là cái quan sát tâm đây? Điều này có thể khiến cho bạn bối rối. Tâm là một thứ, cái biết là một thứ khác, nhưng cái biết bắt nguồn từ chính cái tâm này. Thế nào là biết tâm? Như thế nào là kinh nghiệm, những tâm thái và cảm thọ? Như thế nào là tâm không có một cảm thọ quế trượt nào? Cái nhận biết những điều này là cái biết. Cái biết theo dõi tâm, và từ cái biết này mà trí huệ phát sinh. Tâm là cái suy nghĩ và bị vướng trong những cảm thọ. Hết cảm thọ này đến cảm thọ khác, y hệt như con trâu của chúng ta vậy. Bất kể nó đi về hướng nào, canh chừng nó cẩn thận, làm sao nó có thể chạy thoát được. Nếu nó nhẫn da đến gần mấy cây lúa là lớn lên, nếu nó không nghe, đánh vào đít nó, bét. Đây là cách bạn vô hiệu hóa sự ham muốn của nó. Huấn luyện tâm cũng vậy. Khi tâm kinh nghiệm một cảm thọ và nắm giữ nó, công việc của cái biết là dạy cho nó phân tích xem cái cảm thọ này là tốt hay xấu, giải thích với tâm cách làm việc của nhân quả. Và khi nó nắm bắt một thứ gì đó mà nó nghĩ là dễ thương, cái biết lại phải dạy dỗ tâm, lại phải giải thích về luật nhân quả, cho đến khi tâm có thể dứt bỏ điều đó qua một bên. Điều này dẫn đến sự bình an nội tâm. Sau khi nhận ra rằng bất cứ thứ gì nó nắm bắt đều vốn chẳng đáng ưa, tâm sẽ dừng lại. Nó sẽ không còn bị những thứ đó quấy nhiễu nữa, bởi vì nó bị khiển trách không ngừng. Hãy quyết tâm ngăn trở sự ham muốn của tâm, thách thức nó đến cùng, cho đến khi sự giảng dạy thâm nhập vào tâm. Đó là cách bạn huấn luyện tâm. Kể từ ngày tôi vào rừng để hành thiền, tôi tu hành như thế đó. Khi tôi huấn luyện các đệ tử của mình, tôi huấn luyện họ tu hành theo cách đó, bởi vì tôi muốn họ nhìn thấy chân lý thay vì chỉ đọc nó từ kinh điển. Tôi muốn họ biết rõ là tâm của họ đã thoát khỏi những định kiến chưa. Khi sự giải thoát xảy ra, bạn biết. Và khi sự giải thoát chưa xảy ra, hãy quán chiếu tiến trình nhân quả của mọi việc. Quán chiếu cho đến khi bạn hiểu biết hoàn toàn. Một khi tiến trình nhân quả được thấu suốt, nó sẽ tự động rời bỏ chúng ta. Khi điều gì đó xảy đến với bạn và không chịu rời khỏi, hãy khảo sát nó. Đừng bỏ cuộc cho đến khi nó thả bạn ra. Khảo sát không ngừng ngay tại đây. Đây là cách tôi huấn luyện mình. Bởi Đức Phật dạy rằng bạn phải hiểu biết chính mình. Các bậc minh triết từ xưa đến nay đều tự họ nhận biết chân lý. Bạn phải khám phá nó ngay trong tâm của bạn. Hãy biết chính mình. Nếu bạn tin tưởng vào những gì mình biết và có tự tin, bạn sẽ bình thản đối với sự khen chê của thế gian. Bất kể người khác nói gì, bạn đều bình thản. Tại sao? Bởi vì bạn biết chính mình. Nếu có người nịnh hót bạn với lời khen tặng, nhưng bạn không thật sự xứng đáng với điều đó, bạn có tin họ không? Dĩ nhiên là không. Bạn vẫn tiếp tục tu hành. Khi một người không tự tin được người khác tán thán, họ tưởng họ là vậy và nó làm thiên lệch cái nhìn của họ. Cùng thế ấy, khi có người chỉ trích bạn, hãy nhìn lại chính mình. Không, điều họ nói là không đúng. Họ buộc tội mình, nhưng mình thật sự không phải là vậy. Sự buộc tội của họ không có giá trị. Nếu là vậy, thì chuyện gì bạn phải tức giận họ? Khi bạn có thể nghĩ được như thế, đời sống sẽ dễ chịu và không có vấn đề. Và rồi không có gì xảy ra là sai lầm cả. Mọi thứ đều là pháp. Đó là cách tôi tu hành. Đi theo trung đạo. Đó là con đường ngắn nhất và trực diện nhất. Bạn có thể đến đây tranh cãi với tôi về giáo pháp, nhưng tôi không tham dự. Thay vì cãi lại, tôi chỉ tặng cho bạn vài điều để suy ngẫm. Đức Phật dạy, hãy buông bỏ tất cả. Hãy buông bỏ với sự hiểu biết và tỉnh giác. Không có sự hiểu biết và tỉnh giác, sự buông bỏ đó không khác gì hơn sự buông bỏ của con trâu, con bò. Nếu bạn không đặt tâm trí vào đó, sự buông bỏ như thế là không đúng. Bạn buông bỏ vì bạn hiểu biết bản chất của thế gian. Đây là sự buông bỏ không dính mắc. Đức Phật dạy rằng, trong giai đoạn đầu trên đường tu hành,
bạn cần phải phấn đấu hết sức, phát triển tới cùng và bám giữ rất nhiều. Bám vào Phật, bám vào Pháp, bám vào Tăng Đoàn, bám thật chặt. Đó là những gì Đức Phật dạy. Bám giữ với lòng thành tâm, kiên trì và bám thật chặt. Trong quá trình tìm kiếm của tôi đã thử gần hết mọi phương pháp thiền quán. Tôi hy sinh cả đời mình cho đạo, bởi vì tôi tin vào sự khai ngộ và pháp môn tu hành của mình. Những thứ này có thật như lời Phật dạy, nhưng để nhận ra chúng đòi hỏi sự tu hành, sự tu hành đúng cách. Bạn phải thúc ép mình tới cùng. Sự huấn luyện cần đến lòng can đảm để nhìn vào chính mình và để thay đổi mọi thứ tận gốc rễ, can đảm để làm những gì cần phải làm và bằng cách nào. Huấn luyện tâm. Những tư tưởng trong đầu bảo chúng ta đi một đàng, nhưng Đức Phật bảo chúng ta đi một ngã. Tại sao chúng ta cần phải huấn luyện? Bởi vì tâm hoàn toàn bị ô nhiễm và dẫy đầy phiền não. Đó là cái tâm chưa được quán chuyển qua sự huấn luyện. Nó không đáng tin cậy, cho nên đừng tin nó. Nó chưa có đức hạnh. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng một cái tâm thiếu tinh khiết và sáng suốt? Vì thế, Đức Phật bảo chúng ta đừng tin tưởng vào cái tâm quế trực. Ban đầu, tâm chỉ là tên lính thuê của phiền não. Nhưng nếu chúng hợp tác với nhau lâu dài, tâm sa đọa và tự nó trở thành phiền não. Đó là tại sao Đức Phật bảo chúng ta đừng tin vào tâm của mình. Nếu chúng ta xem xét kỹ những quy luật xuất gia tại đây, chúng ta sẽ thấy rằng chúng đều xoay quanh sự huấn luyện tâm. Và mỗi khi huấn luyện tâm, chúng ta cảm thấy nóng nảy và bực bội. Khi vừa cảm thấy nóng nảy và bực bội, chúng ta bắt đầu than vãn: trời ơi, tu kiểu này khó khăn quá, không thể làm nổi. Nhưng Đức Phật không nghĩ như thế. Ngài cho rằng khi sự huấn luyện tâm khiến cho chúng ta nóng nảy và bực bội, điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi đúng đường. Chúng ta không nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho thấy có điều gì không đúng. Sự nhầm lẫn này là điều khiến cho sự tu hành có vẻ trần ai. Lúc ban đầu chúng ta cảm thấy nóng nảy và bực bội, cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi lạc hướng. Ai cũng muốn cảm thấy dễ chịu, nhưng họ ít khi xét lại xem điều đó là đúng hay sai. Dĩ nhiên, khi chúng ta đối trị phiền não và thách thức những ham muốn của mình, chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở. Chúng ta bực bội, tức giận và bỏ cuộc. Chúng ta nghĩ rằng mình đi lầm đường. Thế nhưng Đức Phật nói rằng chúng ta đi đúng đường. Chúng ta đang đối phó với những phiền não của mình, và chúng là cái đang nóng nảy và bực bội. Nhưng chúng ta lại nghĩ rằng mình là kẻ đang nóng nảy và bực bội. Đức Phật dạy rằng chính phiền não là cái bị khuấy động và bực bội. Ai cũng bị như vậy. Đó là lý do mà người ta cảm thấy sự tu hành rất khó nhọc. Người ta không xem xét sự việc rõ ràng. Thường thì họ lạc bất đạo, vì một trong hai thứ say mê dục lạc hay khổ hạnh ép sát. Họ bị kẹt trong hai thái cực này. Một mặt thì họ thích buông thả. Khi thích thứ gì thì họ làm thứ đó. Họ thích sống thoải mái. Họ thích nằm và thư giãn trong sự thoải mái. Bất kể làm gì, họ đều muốn làm điều đó trong sự thoải mái. Đây gọi là say đắm dục lạc, bám vào cảm giác thoải mái. Say đắm như thế thì làm sao có thể tu hành tiến bộ được? Còn nếu chúng ta không được phép theo đuổi sự thoải mái, dục lạc và cảm giác dễ chịu, chúng ta trở nên bức rứt. Chúng ta tức giận và đau khổ. Đây là tình trạng rời xa đạo vì sự khổ hạnh ép sát. Đây không phải là đường lối của bậc minh triết bình an. Đức Phật cảnh cáo rằng chúng ta không nên rơi vào hai con đường này: sự say đắm dục lạc và khổ hạnh. Khi cảm thấy hạnh phúc, chỉ việc biết nó với chánh niệm. Khi cảm thấy tức giận, thù ghét và bực bội, phải biết là bạn không đang đi con đường của Phật. Bạn không đi con đường của kẻ tầm đạo, mà là con đường của người thế tục. Một hành giả bình an không đi vào những con đường đó. Ông bước thẳng xuống con đường ở giữa, với sự say đắm dục lạc ở bên trái và sự khổ hạnh ép sát ở bên phải. Đây là sự tu hành đúng đắn. Nếu bạn muốn huấn luyện như thế, bạn phải đi theo trung đạo, không bị khuấy động bởi sự hạnh phúc hay khổ đau. Hãy đặt chúng xuống.
nhưng bạn có cảm giác là chúng đang đấm đá lung tung. Chúng đá bên này, ấy da, rồi chúng đấm bên kia, ấy da. Chúng ta cảm thấy mình giống như cái quả lắc trong chuông, bị đánh qua, đá lại từ bên này qua bên kia. Trung đạo là buông bỏ sự hạnh phúc và đau khổ, và tu hành đúng đắn là tu hành theo trung đạo. Khi sự ham muốn hạnh phúc đánh trúng chúng ta mà chúng ta không thỏa mãn nó, chúng ta cảm thấy đau khổ. Con đường trung đạo của Đức Phật thì đầy gian nan và thử thách. Chỉ có hai thái cực tốt và xấu. Nếu chúng ta tin vào những gì chúng nói, chúng ta phải làm theo lệnh của chúng. Khi chúng ta tức giận một người nào, chúng ta liền đi tìm một thứ gì để tấn công họ, không có sự nhẫn nại. Nếu chúng ta yêu thương người nào, chúng ta muốn vuốt ve họ từ đầu đến chân. Tôi nói có đúng không? Cả hai thứ này đều hoàn toàn lạc khỏi trung đạo. Đây không phải là giáo lý của Phật. Giáo lý của Ngài là để chúng ta tập buông bỏ những thứ này dần dần. Giáo lý của Ngài là con đường thoát khỏi luân hồi, sinh tử, vui buồn, thiện ác. Những ai ham muốn thế gian không nhìn thấy trung đạo. Họ liên tục nhảy ngang qua phần giữa con đường. Họ cứ chạy tới chạy lui, nhưng họ không ở lại cái nơi không có sự hiện hữu và sinh tử. Họ không thích nơi đó, nên họ không ở lại đó. Hoặc là họ đi xuống, ra khỏi nhà và bị chó cắn, hay họ bay lên để rồi bị chim kềnh kềnh mổ. Đây là sự hiện hữu. Loài người không nhìn thấy cái không sinh tử, tâm của con người không nhìn thấy nó, nên nó cứ nhảy ngang qua nó. Trung đạo mà Đức Phật đi vượt lên trên sự hiện hữu và tái sinh. Tâm vượt lên trên thiện ác là tâm đã được giải thoát. Đây là con đường của một bậc minh triết an nhiên tự tại. Nếu chúng ta không đi con đường này, chúng ta sẽ không bao giờ là một thánh nhân tự tại. Sự an nhiên tự tại này sẽ không bao giờ có cơ hội để trổ qua. Tại sao? Bởi có sự hiện hữu và tái sinh. Bởi vì có sự sinh diệt. Con đường của Đức Phật không có sinh và diệt, không có cao thấp, không có hạnh phúc và đau khổ, không có thiện ác. Đây là con đường trực chỉ. Đây là con đường của sự bình an và tĩnh lặng, xa lìa sự khoái lạc và đau khổ, hạnh phúc và phiền não. Đây là cách để tu hành. Kinh nghiệm điều này, tâm có thể dừng lại, nó có thể ngừng đặt câu hỏi, nó không còn cần tìm kiếm câu trả lời. Thấy không? Đó là lý do mà Đức Phật nói rằng đạo là một điều mà kẻ trí tự mình nhận biết, không cần hỏi ai khác. Chúng ta tự mình hiểu, không chút nghi ngờ, rằng sự việc thật sự đúng y như lời Phật dạy.